Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Việt Vlog. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua đó thì chúng ta thấy rằng là trên một số báo chí đồng loạt đăng tải đưa tin với cái sự tái xuất trở lại của Hoài Linh với cái vai trò khác, đó chính là làm đạo diễn trong một cái bộ phim dịp Tết này, với cái tên đó chính là Xuân Dữ Chưa, gây ra một trong những cái sự gọi là háo hức chờ đợi. Bên cạnh đó thì có những cái ý kiến trái chiều khác nhau liên quan đến cái sự tái xuất lần này của Hoài Linh. Nhiều khán giả thì cho rằng là tại sao mà anh có thể tái xuất khi những cái bất cập, những cái điều mà khán giả cần anh trả lời thì anh hoàn toàn im lặng. Với những cái hành động vừa qua đó, nào là ở ẩn, rồi là không xuất hiện, không đi diễn nữa, rồi sau đó lại tái xuất trở lại với một cái vai trò khác, khi thấy cái nghề đạo diễn này đó, như thấy anh Thành đó cả nhà, thì quá thành công với những cái bộ phim thu đến gọi là hàng trăm tỷ đồng, thì anh Linh chuyển sang học cái nghề đạo diễn, chỉ mới được cũng vài tháng thôi thì đã ra nghề rồi, bắt đầu tái xuất quay trở lại với cái bộ phim mới tên là Xuân Dữ Chưa. Thì bên cạnh ý kiến trái chiều đó thì cũng có rất là nhiều háo hức chờ đợi rằng cái tác phẩm đầu tay của anh Linh sẽ như thế nào và sẽ được khán giả đón nhận ra sao. Thì sau những cái thông tin đó thì ngày hôm nay lại bất ngờ có một cái thông tin liên quan đến câu chuyện của anh Thành, cũng là một bộ phim, một bộ phim mới mà đã được quảng cáo vô cùng rầm rộ. Đó, bộ phim đó tên là Mai cả nhà. Hôm nay khá là bất ngờ khi trên báo đã có đăng tải Trấn Thành đã bị xử phạt, bị xử phạt liên quan đến cái bộ phim Mai này bởi vì nó vi phạm luật quảng cáo. Thì cụ thể thì như thế nào? Phim Mai, dự án điện ảnh chiếu Tết của nghệ sĩ Trấn Thành vi phạm luật quảng cáo. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử phạt hành chính đối với bộ phim này. Mức phạt cụ thể sẽ từ 2 đến 5 triệu đồng. Thì trên thực tế đó quý vị, với cái mức phạt này thì có lẽ rằng là đối với cái doanh thu của anh Thành nó dường như là con số không đáng quan tâm. Nhưng mà cái bộ phim này đã vi phạm luật quảng cáo như thế nào mà để bị phạt, cô chú anh chị? Trong cuộc họp thường niên tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 25 tháng 1, bà Lý Thị Hồng Loan, Phó Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã phản hồi thông tin phim Mai của nghệ sĩ Trấn Thành quảng cáo sai với quy định. Theo phản ánh, tác phẩm điện ảnh của Trấn Thành đang trong giai đoạn quảng bá trước khi ra rạp chính thức vào dịp Tết Nguyên Đán. Những ngày qua thì các chiếc xe ô tô khách loại 47 chỗ được phủ kín nội dung quảng cáo với các dòng chữ Mai, một bộ phim của Trấn Thành, bộ phim tình cảm gia đình cảm động nhất vào dịp Tết 2024. Trong đó phần thân và sau xe in hình các diễn viên cùng thông báo thời gian công chiếu phim. Thì chúng ta hiểu được là cái sự quảng cáo của anh Thành nó rộng rãi, nó ghê gớm như thế nào. In hình lên những chiếc xe 47 chỗ rồi chạy khắp các tỉnh thành luôn cả nhà. Ghê gớm nha. Tuy nhiên, Sở Văn hóa cho biết trường hợp này vi phạm điều 32 của luật quảng cáo. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của luật này và pháp luật về giao thông. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Có nghĩa là không được quá 50% diện tích của mỗi một cái mặt trên chiếc xe. Nhưng mà ở đây thì dường như là chúng ta thấy là những chiếc xe là họ phủ kín luôn, phủ kín toàn thân xe luôn, trên nóc và hai bên, rồi đằng trước đằng sau, là in hình rồi quảng bá rất là gầm gộ và thậm chí là chạy rất là nhiều nơi. Thì chúng ta thấy là cái chiến lược quảng cáo cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ ghê gớm. Đó cũng là một cách mà chúng ta có thể thấy là vì sao mà những cái bộ phim của anh Thành đó luôn thu lại những cái doanh thu cực khủng, về chiến lược quảng cáo vô cùng kinh khủng nha cả nhà. Việc thể hiện biểu trưng logo, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc nhãn hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông, đại diện Sở Văn hóa đã phát biểu.
Về trường hợp các tổ chức cá nhân vi phạm luật quảng cáo, Sở Văn hóa cho biết sẽ áp dụng xử phạt vi phạm hành chính tại khoản 2, điều 43, Nghị định 38 năm 2021 của Chính phủ vi phạm xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Theo đó, hành vi vi phạm sẽ phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Cái mức phạt này đối với anh Thành có lẽ rằng nó cực kỳ nhỏ nhoi, nó chiếm một phần vô cùng nhỏ, không đến 1% trong cái những cái doanh thu trong những cái bộ phim gần đây của anh Thành. Và có lẽ rằng là cô chú anh chị chúng ta thử đặt ra cái câu hỏi, đó chính là anh Thành hoặc là nhà quảng cáo đó có biết được cái luật này hay không, liệu rằng họ có biết luật này hay không để mà ngày hôm nay thì bị vi phạm của chú anh chị. Thế mình tin rằng là họ rất là biết rành luật, nhưng mà tại sao dường như là nhiều khán giả cho rằng đây là một cái chiêu mới nữa. Bởi vì chúng ta biết là các anh chị đã có rất nhiều những cái chiêu trò để mà quảng cáo hình ảnh, quảng cáo phim mình một cách rầm rộ. Người thì chọn cách nó trong êm đềm, nó tuân thủ, người thì lại chọn những cái cách là nó gây scandal, gây sự chú ý. Với cái thông tin này thì được một số các báo chí họ lại đăng tải nữa, thì chúng ta thấy là vô tình bên cạnh cái việc phải đóng phạt, bị xử phạt đó cả nhà, thì nó vô tình lại là một cái quảng bá ngầm cho bộ phim. Nhiều người biết đến, nhiều người chú ý đó. Người ta tìm hiểu tại sao là bị phạt, phạt như thế nào, rồi nào là lý do vì sao bị phạt, thì nhiều người biết đến cái thông tin của bộ phim này nữa cả nhà. Sở Văn hóa và Thể thao không có thẩm quyền nên Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp các cơ quan thành phố kiểm tra trong việc quản lý việc quảng cáo trên phương tiện truyền thông, đại diện Sở Văn hóa đã nói thêm. Trước đó, tài khoản fanpage của Trấn Thành chia sẻ: có ai thấy mấy em chạy vòng vòng thành phố chưa ạ? Nhìn là thấy Tết liền, mùng 1 gặp nhau nha cả nhà. Kèm nhiều hình ảnh của các xe ô tô khách này lưu thông trên khắp các tuyến đường tại TP.HCM. Tuy nhiên, đến cuối ngày 24 tháng 1 thì tài khoản của Trấn Thành đã gỡ nội dung và hình ảnh và tất cả những cái bài viết liên quan nói trên. Ngày 30 tháng 1, phim điện ảnh của Trấn Thành sẽ được ra mắt với những khán giả đầu tiên thông qua buổi công chiếu đặc biệt trước khi chính thức ra rạp ngày 1 Tết Nguyên Đán. Hiện thì vụ việc này đó, thì phía Trấn Thành vẫn chưa có lên tiếng phản hồi về những cái thông tin trên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là với cái mức xử phạt từ 2 đến 5 triệu thì có lẽ rằng là nó chưa thấm thía gì nữa, không có một chút đồng đậy gì. Thậm chí là đóng từ 2 đến 5 triệu để mà một số báo chí được một số báo chí quảng bá thêm nữa. Cho nên đây là nhiều người cho rằng đây lại là một cái cách quảng cáo khác mà gọi là nhà sản xuất cũng như là các ekip đã dường như đã chuẩn bị cái tinh thần rồi. Chứ rõ ràng đó, bản thân cá nhân mà những cái ekip sản xuất phim đó cả nhà, họ rất là rành về cái luật quảng cáo này. Tại sao lại sơ sức để mà bị vi phạm một cái luật sơ đẳng như vậy? Một cái luật vô cùng gọi là dường như ai cũng biết là cái vấn đề mà quảng cáo trên các phương tiện xe đó thì chỉ được in một nửa thôi, chứ làm sao có thể dán bít xe mất hết những cái phần khác được cả nhà. Cho nên là nhiều người thì cho rằng đây là một cái cách, một cái chiêu trò nào đó được PR một cách miễn phí, báo chí viết gầm gộ hơn. Người ta còn ghi rõ là phim này sẽ được gọi là công chiếu ngày mấy tháng mấy, như thế nào như thế nào. Và bản thân anh Thành đó thì hiện tại cũng đã xóa bỏ những cái thông tin trên fanpage, thì dường như có lẽ là đã làm việc với công an chức năng và đã được yêu cầu làm điều đó thôi. Thưa quý vị, hiện tại thì anh chưa có cái phản hồi về gì những cái câu chuyện này, nhưng mà rõ ràng quay đi quẩn lại chúng ta thấy là cái cách của anh Thành làm đó cả nhà, dù là như thế nào nhưng rõ ràng nó luôn đạt được một cái sự thành công rất lớn. Cái sự kiện của anh Đàm mà anh Thành còn nhảy vào để mà tạo một cái scandal, tạo một cái sức hút gì cho mình với những giọt nước mắt khóc và những cái câu nói có thể nó làm nên thương hiệu. Thưa quý vị, cho nên chúng ta thấy rằng ngoài mặt thì chúng ta thấy là Trấn Thành là bộ phim này có vấn đề, bộ phim bị phạt từ tranh cãi bộ phim Đất Được Phương Nam cho đến bộ phim chuẩn bị ra mắt, thì chúng ta thấy rằng là cũng gọi là mặc dù là chưa được đạt được kỳ vọng bộ phim Đất Được Phương Nam, nhưng mà rõ ràng cũng có một cái doanh thu không hề nhỏ cả nhà. Trước đó thì chúng ta thấy rồi,
liên tục lập kỷ lục với những cái giải thưởng, thậm chí là những cái giải thưởng mà đã gây ra những cái sự tranh cãi nhất định. Nhưng mà dù sao thì nhìn lại chúng ta thấy rằng đó là một cái, rõ ràng là một cái cách thức, chứ không phải là một cái sơ sức để cho mà bị xử lý, bị xử phạt. Mặc dù nghe thì xử phạt đối với anh Thành đó thì nghe có vẻ như là nó gây gớm lắm, nên trên thực chất đi chứ 2 đến 5 triệu thì nó đã nhầm nhò gì đâu cả nha. À, thậm chí chỉ có thể là ít hơn một bữa ăn sáng của anh ấy nữa cả nhà. Thì đó là một cái nội dung cũng khá là thú vị mà ngày hôm nay Thành Nguyễn muốn chia sẻ. Không biết rằng quý vị đánh giá như thế nào về cái sự việc liên quan đến câu chuyện này. Đó có phải là một cái cách thức để mà PR quảng cáo hay là không? Được quảng cáo một cách miễn phí nữa cả nhà. Hay là một cái sơ suất mà dường như là không ai muốn có. Mong cô chú anh chị để lại ý kiến bình luận của mình dưới phần video. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị 3 sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750 ngàn, miễn phí ship. 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750 ngàn luôn. 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha. Nửa ký là 800 ngàn, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. 3 mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì 3 mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghim trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.